Rồi, hello anh em. Thì hôm nay mình sẽ quay về một cái sản phẩm dành cho các anh em winner nha, Sonic. Thì trước mặt mọi người đang là một cái chiếc áo Kindred ha. Áo này chính hãng luôn đó. Thì áo này mình sẽ tặng miễn phí cho các anh em, với điều kiện là các anh em mua cái gấp của Kindred. Thì các anh em sẽ được tặng một cái áo như thế này ha. Đây là cái hộp gấp Kindred này đó, dành cho hàng chính hãng luôn nha, này của Thái nhập về, này là dành cho winner cho 50 đó. Một thùng như vậy là có 2 cây, mình có hết 1 cây rồi. Thì cái gấp Kindred này chúng ta sẽ được gắn y chang zin cho chiếc winner. Nó là màu xám titan, màu rất là đẹp luôn, rất là tươi. Lên xe chúng ta sẽ gắn y chang zin hết và không chế được gì hết. Thì cái gấp này là chúng ta sẽ được tháo cái gấp zin vai ra gắn vô thôi. Và chúng ta lưu ý một điều là cái gấp này là nó hơi dài hơn zin một chút, cho nên là chúng ta sẽ phải thay thế cái sợi sơn ha, để cho cái chiều dài sợi sơn có thể gắn vô vừa với cái chiều dài gấp này đó. Và đây là cái phần bát để chúng ta có thể bắt được cái con heo vô cái đây, bắt bắt heo để cho con bắt heo nó để lên này xuống hết, gắn dây zin hết. Thì nói đây có thể thấy được là cái mối hàng của đây nè, để thấy được là mối hàng bẫy cá rất là đẹp luôn, heo hàng nhôm á, nhưng mà cái mối hàng này nó rất là đẹp, rất là đều đó. Chúng ta thấy được cái sự gia công nó như thế nào. Thì hàng ở đây là chữ Kindred Việt Nam ha. Đó, cái hàng này chính hãng của Thái nhập về cho các anh em. Đó, như thế tốt đẹp. Thì chúng ta sẽ có kèm với là một cái phần cao su gấp Kindred. Đó, tổng thể của nó lên xe cực kỳ đẹp luôn, rất là gọn, màu xám titan. Này lên xe bất cứ xe nào, màu nào cũng đẹp, cũng đẹp hết. Đó, và đây là cái áo Kindred chúng ta được tặng. Thì đợt này mới có áo Kindred nha, chứ hồi trước thì không có tặng đâu. Đó, đợt này chúng ta được tặng. Thì cái gấp này bên mình giá là 2,6 triệu một cây ha, bao công lắp ráp cho các anh em. Thì anh em nào mua về thì mình sẽ được bớt 50 tiền công ha. À, như các anh em ở xa thì có thể mình sẽ hỗ trợ free ship luôn. Rồi, anh em nào cần thì có thể ghé cửa hàng mình nha. Địa chỉ là 99/3B đường Lê Lợi, xã Tân Thế Nhì, huyện Hóc Môn. Số điện thoại là 0902 34 841. Thì số lượng mình về cũng được khoảng chừng chục cây á. Anh em nào cần thì có hộ lòng liên hệ nha. Hàng chính hãng Kindred của boss Huỳnh Đức Tịnh luôn. Đó, chính hãng rất leo. Đó, anh em nào cần thì có thể ghé cửa hàng của mình hoặc là qua địa chỉ mình đã đọc rồi đó. Dưới video này mình cũng sẽ để thêm một cái địa chỉ nữa, các anh em có thể dễ dàng xem lại. Rồi, anh em nào cần thì có thể ghé cửa hàng mình nha.